Năm 2013, sau những lăn lộn trên thương trường, nhận thấy tầm quan trọng của sự liên kết các doanh nghiệp, anh Đinh Văn Tạo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Việt đã bén duyên với BNI. Anh đã cùng với các cộng sự vượt qua những trở ngại và thử thách trên con đường tạo dựng thương hiệu và niềm tin. Năm 2013, anh trở thành vị giám đốc BNI đầu tiên tại Nghệ An. Sau gần 10 năm, đến nay, người thủ lĩnh này đã phát triển BNI ra khắp khu vực Thanh Nghệ Tĩnh, kết nối thương mại hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong khu vực. Xây dựng được các giá trị cốt lõi, tạo nhiều cơ hội phát triển kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đối mặt với rất là nhiều thách thức khi mà chia sẻ, trao đổi. Và người ta vẫn thường nói là BNI thì không phải là để mà giải thích, mà BNI là cần để trải nghiệm. Và vì thế mà khi những người bạn của chúng tôi bắt đầu gặp gỡ những người doanh nhân, những người chủ doanh nghiệp và nói với họ là hãy đến tham dự cái buổi sự kiện của chúng tôi, chứ chúng tôi không dám nói về BNI bởi vì sợ rằng là họ hoài nghi và họ sẽ đưa ra lý do từ chối. Và khi mà họ đã đến rồi thì bắt đầu chúng tôi có những cái buổi gặp gỡ, có những cái kết nối, những cái chia sẻ, và khi đó họ bắt đầu thay đổi tư duy họ. Bằng sự kiên định, kỷ luật nghiêm ngặt cùng tinh thần thép của người thủ lĩnh được tôi rèn theo thời gian, anh vững vàng tham gia vào mặt trận phát triển thành viên và gặt hái được nhiều thành công, phát triển được 12 chapter khu vực. Trung bình mỗi chapter có 40 chủ doanh nghiệp lớn nhỏ tham gia. Hiện nay, cộng đồng hơn 400 thành viên BNI khu vực Thanh Nghệ Tĩnh đã kết nối giao thương hiệu quả, tận dụng được tối đa các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, cùng hợp tác để khai thác tốt những giá trị sinh thái kinh doanh. Anh Tạo có những cái đức tính mà chính xác thì thật là có những người phải thật sự kiên trì, có những người phải sự quyết tâm, nhưng cũng như có sự cố gắng, cũng như phải là yếu BNI cực kỳ thì mới có thể mang lại cho BNI cái sự phát triển lớn như bây giờ. Thì anh Tạo có những khát khao muốn đưa những cái doanh nghiệp của Nghệ An, Hà Tĩnh, tức là Thanh Nghệ Tĩnh để tránh những cái rủi ro lớn, để tất cả sẽ kết nối sẽ là một cộng đồng kinh doanh tốt. Rất cảm ơn anh. Anh đã tạo ra những cái buổi đào tạo cũng như giúp cho các cái chủ doanh nghiệp khi đến với BNI họ có thêm kiến thức nền tảng để quản trị doanh nghiệp, và đặc biệt hơn nữa đó là gì? Anh đã giúp cho các cái doanh nghiệp khi đến với BNI họ có cơ hội phát triển bản thân, tạo ra những cái giá trị để đem đến những cái nhiều lợi ích cho khách hàng hơn. Khát khao làm giàu, anh còn luôn hướng tới sự phát triển chung của các doanh nghiệp với tinh thần vì cộng đồng và mong muốn tạo được sức mạnh tổng hợp để làm giàu cho quê hương. Hiện tại, anh đang ấp ủ nhiều dự định để đưa phương pháp hiệu quả này đến với nhiều doanh nghiệp khác ở trong vùng. Đồng thời, quá trình giúp nhau phát triển, BNI khu vực Thanh Nghệ Tĩnh còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Cụ thể, BNI đã tặng quà, tiền mặt, đồ dùng học tập cho học sinh ở xã Tiên Phong và xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Chương và các địa phương khác.